Mặc dù chính quyền các cấp và lực lượng chức năng cùng các nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn đến trường, tuy nhiên thì tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm cả nước có tới 2.000 thanh thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông. Trong số này, có không ít vụ tai nạn xảy ra do học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và thiếu kỹ năng lái xe an toàn. Theo quy định, người chưa đủ 18 tuổi không được phép điều khiển xe gắn máy trên 50 phân khối tham gia giao thông. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều phụ huynh vẫn giao xe trên 50 phân khối cho con em đến trường, chỉ với một lý do là để thuận tiện cho việc đi học. Em đi xe máy đến trường ạ. Tự đi? Dạ vâng. Bố mẹ có chở về, bố mẹ chở hay là tức là nhà mình xa đây không? Có, nhà em cách đây hơn 7 cây ạ. Em đi xe máy thì chưa đủ tuổi thì bố mẹ giao hay là tự mình lấy đi? Cái này là do nhà cho đi nên là em mới đi, chứ không cũng có xe để đi ạ. Dạ nhà vâng. Có xe máy thì là mình cũng đi xe máy. Dạ vâng. Khi em lên lớp 10, nhà bố mẹ em cũng bận đi làm xa nên là bố mẹ giao cho em xe máy để đi học. Ở lứa tuổi học sinh, các em chưa phát triển đầy đủ về thể chất, chưa phù hợp với việc điều khiển xe máy phân khối lớn. Bên cạnh đó, vì chưa được đào tạo sát hạch để lấy giấy phép lái xe, nên các kỹ năng lái xe an toàn cũng như hiểu biết về luật giao thông đường bộ ở học sinh chưa đầy đủ. Một số em do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi còn bồng bột muốn thể hiện, nên có các hành vi vi phạm luật giao thông như lái xe dàn hàng ngang, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý học sinh, thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không đúng quy định. Tuy nhiên, vi phạm này vẫn diễn ra phổ biến, xuất phát từ việc các bậc phụ huynh buông lỏng quản lý, cũng như thiếu trách nhiệm khi giao xe máy cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông cho học sinh, các bậc phụ huynh cần thay đổi nhận thức, tuyệt đối không giao phương tiện cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi.